Vâng, hello, chào tất cả quý vị khán giả đến với video mới nhất của Hoàng Sáng TV. Và tiếp tục cập nhật được một thông tin cực kỳ nóng liên quan vụ việc của anh Tuấn Xà Lan. Và ngày hôm nay, đó, buổi trưa ngày hôm nay, khi mà em có liên hệ với bên gia đình của chị Hà có nói á, em có nói rằng là, ủa tại sao cái vụ việc này mà nó điều tra lâu như vậy và tại sao bây giờ mà vẫn chưa có câu trả lời. Thì bên gia đình chị Hà có nói á, là nếu như mà vụ việc này á, mà nó thông thường và nó không có cái điều gì xảy ra và nó đơn giản như những vụ án khác thì đã có kết quả cách đây từ 3 tháng trước rồi. Và em nói với tất cả mọi người là tại sao cái vụ việc này 5 tháng mà nó không có kết quả, là bởi vì nó có nhiều tính chất phức tạp. Bởi vì em nói với tất cả mọi người rằng nếu như mà cái vụ việc này mà chị Hà nhảy xuống sông và nguyên nhân ở đây á, là do ngạt nước ấy, mà đúng như vậy thật thì có lẽ là vụ việc này nó đã kết thúc rồi. Bởi vì em nói với tất cả mọi người là đâu có thể nào mà điều tra tận 5 tháng cái nguyên nhân như vậy. Và cũng theo thông tin mới nhất của gia đình chị Hà ấy, là gia đình hiện nay đó đã có rất nhiều cái thông tin mới rồi, và gia đình cũng đã biết được nhà ở của cái anh mà làm bên kho cám đó quý vị, cái người mà làm nhân chứng đó, và những cái người mà gửi thông tin về gia đình thì gia đình hầu như đã đến tận nơi đó để nhờ chia sẻ cũng như là lấy thông tin đó để báo lên cái cục gọi là bên PC rồi quý vị. Đó, họ đã nắm thông tin rồi. Và bên gia đình chị Hà có nói rằng ấy, là em yên tâm đi, là cái vụ việc này nó không thể nào mà nó dừng lại như vậy đâu. Bởi vì nếu như mà nó gọi là một cái vụ việc mà thông thường nha, là nó không bao giờ là phải điều tra một cái thời gian lâu như vậy. Và nếu như vụ việc này nó không có điều gì bất thường thì không bao giờ cái hôm ấy mà lấy vật chứng lên ấy, mà nhiều bộ ban ngành, hình sự, công an điều tra bên các kiểu ở dưới sông đó để làm gì quý vị. Bởi vì là nó có tính chất nghiêm trọng. Và cái vụ việc này bây giờ theo thông tin mới nhất thì cũng sẽ kết thúc quý vị ạ, chắc chắn phải kết thúc, nhưng mà có kết quả. Bởi vì em nói với tất cả mọi người là chúng ta bây giờ đang rất là quan tâm là tại sao ấy, đó, chị Hà là một người gọi là đã từng gây lộn với chồng ha, chồng là từng gọi là lấy tiền của vợ, tranh chấp nhau tiền bạc là cách đây tầm 10 năm về trước rồi. Quý vị hiểu là hai vợ chồng đã bất đồng quan điểm về tiền từ cách đây là 10 năm trước rồi. Bởi vì sao? Bởi vì anh Tuấn có tính ăn chơi, cờ bạc, gái gú, đá gà, thì không thể nào một người vợ mà lại cứ cung phụng tiền cho chồng để ăn chơi được đó được. Nên là nó bất đồng quan điểm về vấn đề tiền. Anh Tuấn đòi tiền, chị Hà không đưa, nên là nó mới có cái chuyện xô xát xảy ra cái đấy ra từng 10 năm. Thì không thể nào vì một cái lý do là đòi 1 triệu mà anh Tuấn đòi 1 triệu mà chị Hà không đưa, thế là chị Hà nhảy sông. Thì nó không thể nào, bởi vì sao? Bởi vì chị đã quá từng trải trong vấn đề này rồi, là đã có tích đây là tận 10 năm rồi. Bởi vì đã có từng là như vậy rồi thì bây giờ em nói mọi người là chả có cái lý do gì, chỉ vì cái số tiền 1 triệu đó mà phải nhảy sông. Và theo thông tin từ gia đình có nói á, là bây giờ ấy, gia đình đã tiếp tục là hôm nay lại lên hỏi một lần nữa rồi. Thì bên đó có nói rằng là bây giờ vẫn đang điều tra để xác minh xem nó có đúng cái vật đó, nó có phải là vật chứng hay không. Và cái bằng chứng là những cái thông tin mà gia đình gửi á, nó sẽ được giám định để có kết quả tốt nhất. Và em cũng nói với tất cả mọi người rằng nha, là gia đình cũng nói á, là khả năng rất là cao là cái vấn đề là dựng lại hiện trường sẽ được thực hiện. Bởi vì sao quý vị? Bởi vì chỉ có cách đó mới có thể là chứng minh được cái nguyên nhân mà chị Hà ra đi, cũng như cách đó nó sẽ làm hài lòng gia đình. Bởi vì gia đình có nói rằng là nếu như bây giờ ấy mà nói con tôi nhảy sông, đúng không, thì hãy kêu anh Tuấn về tường trình lại toàn bộ quá trình chặt dây xuồng bơi ra cứu chị Hà và cái quá trình để đi báo công an như thế nào. Bởi vì em nói với tất cả mọi người là anh Tuấn ấy thực ra có rất nhiều nhân chứng quý vị nha, anh Tuấn có rất nhiều nhân chứng. Nên gia đình có nói á, là bây giờ gia đình đang yêu cầu anh Tuấn hãy gọi cái anh mà gọi là lái đò chở anh Tuấn đi báo công an để về đối chất đó. Gia đình yêu cầu rằng là anh Tuấn ấy là cái người mà đã là đối tượng tình nghi trong gia đình, là một người chồng, là một người cha của Kim Linh, là người chồng của chị Hà. Thì trên danh nghĩa thì bây giờ em nói mọi người là tất cả giấy tờ anh Tuấn toàn bộ là vẫn là hợp pháp, một người chồng hợp pháp. Thì anh Tuấn là một người chồng thì cũng phải có nghĩa vụ và trách nhiệm điều tra cái nguyên nhân mà vợ nhảy sông đó. Nên là gia đình có nói rằng ấy là đang tìm cách ha để liên hệ được với cái anh mà lái đò chở anh Tuấn đi báo công an đó. Thì khi mà tiếp cận được cái anh lái đò đó thì chúng ta sẽ biết được là ở cái thời điểm đó là cái anh lái đò đó là đến chở anh Tuấn lúc đó là cái tình hình như thế nào. Bởi vì anh Tuấn nói là anh Tuấn bơi ra cứu chị Hà và đứng ở đó 15 phút không thấy chị Hà đâu,
là bắt đầu mới gọi dì Năm, gọi Dượng 10. Và sau đó anh lái đò đã đến và chở anh Tuấn đi báo công an. Vậy thì cái lúc đó có những ai ở đó và anh lái đò này đã đến đó bằng cách nào, chở đi bằng cách nào và nó có cái dấu hiệu gì hay không? Bởi vì em nói mọi người nha, bây giờ chúng ta ấy đang tìm các nhân chứng là nhìn thấy vụ việc này, và gia đình cũng đang tìm kiếm những nhân chứng mà gọi là bên phía của anh Tuấn. Bởi vì em nói mọi người là chắc chắn hỏi thì người ta sẽ không khai, nhưng mà khi mà gặp làm việc có chức năng ấy thì lời khai nó sẽ khác. Bởi vì cái người mà làm đúng như vậy, họ đã từng làm ấy, thì không thể nào nói dối được, đúng không? Họ sẽ nói ra hết những cái sự thật. Còn nếu như nó không có sự thật như vậy thì ấp a ấp úng cũng sẽ lòi ra. Bởi vì em nói với tất cả mọi người là cái vụ việc của chị Hà này nó không đơn giản, nó chỉ là một cái vụ gọi là nhảy sông là vì 1 triệu, mà nó liên quan vấn đề ở đây là gì, là 12 ngày nằm ở dưới dòng sông kia mà không nổi lên. Thì vì lý do gì? Bây giờ em nói với mọi người là nằm ở giữa sông 12 ngày không nổi lên đó mà không trôi đi đâu, thì em nói mọi người là phải có lý do chứ, chả thể nào mà em nói mọi người là chị Hà này nằm ở giữa sông đó 12 ngày. Vậy thì cái gì đã neo chị Hà, và cái cây lát và cái chân vịt đó thì nó có phải là cái vật neo hay không, thì cơ quan chức năng họ vẫn đang điều tra. Và gia đình có nói rằng ấy là nếu như vụ việc này nó không có nghiêm trọng nha, nó không liên quan đến anh Tuấn thì đã có kết quả từ lâu. Bởi vì em nói mọi người là gia đình ấy là mới nhận được cái thông tin là kết luận pháp y thôi, còn kết quả điều tra là chưa có gì hết. Bởi vì sao? Gia đình đã nộp đơn đó là về cái vấn đề là tố cáo đó cái người tình nghi, là từ lúc mà chị Hà mất thì đến nay vẫn chưa kết quả, đúng không? Mà mới chỉ có kết quả là cái giám định ở đây là nguyên nhân chị Hà qua đời là do ngạt nước. Bây giờ em nói với tất cả mọi người nhé, ngạt nước, nhưng mà quan trọng ở đây là chị tự mình nhảy xuống để ngạt nước hay là giai đoạn đang ngáp bị vứt xuống rồi ngạt nước, chúng ta đâu có biết, đúng không? Bây giờ em nói mọi người nhá, ví dụ như bây giờ là chị Hà đã bất khả kháng, nghĩa là bị té ở trên, em ví dụ đi, chị Hà bị té ở trên bờ đó, đập cái gáy này vào cái đây vào cái bức tường, lúc đấy là gần qua đời rồi đó, lúc đấy mới gọi là lăn lộn xuống nước rồi vẫn qua đời do ngạt nước, bởi vì lúc đấy có nước mà. Với cái vấn đề là đây nhảy xuống đó rồi uống nước nó cũng là qua đời do ngạt nước, nhưng mà cái nguyên nhân ấy thì chưa trả lời. Bởi vì gia đình bây giờ họ đang nói rằng là tại sao lúc đó anh Tuấn có thể dùng phao cứu sinh để vứt xuống cứu chị Hà mà anh lại không làm. Thì em nói mọi người là nó phải có cái điều gì đó bí ẩn, đúng không? Gia đình bây giờ đang tập trung vào rất nhiều những cái nhân chứng. Ví dụ như là anh Tuấn phải đưa được cái người lái đò mà chở anh Tuấn đi báo công an. Đó, cái người đó rất là quan trọng nha, bởi vì cái người đó là nó ở thời điểm nào và lúc nào, giờ nào và ngày đó chở đi đâu, gặp ai cũng cần phải được điều tra, đúng không? Cái anh đó là cái anh nhân chứng của bên anh Tuấn, đúng ra anh Tuấn phải kêu cái người đó để làm chứng anh Tuấn mới đúng, bởi vì là cái người đó là anh Tuấn nói là anh gọi cho ông lái đò để chở đi báo công an. Nhưng mà thực ra ở đây em vẫn đang thắc mắc ở đây á, em nói mọi người á, khi mà Dượng 10 đến đó để cột dây xuồng đó thì anh Tuấn đã đi báo công an chưa, hay là anh Tuấn không Dượng 10 đi báo công an? Em nói mọi người là trong vụ việc này nó có rất nhiều những cái điểm bất thường, ngay cả cái việc là cặp bình ắc quy được mua để thắp sáng đúng cái lúc mà chị Hà ra đi đó, chỉ có sau 3 ngày anh Tuấn đi đâu không biết, nhưng mà khi quay về két sắt đâm ở tung và cặp bình đã được thay. Em không biết ở đây là cái cặp bình ắc quy đó để dùng để làm gì, nhưng mà nếu như một người á mà dùng cặp bình ắc quy để thông thường ấy, thắp sáng ấy, thì họ sẽ không dùng cái bình 200 ampere đâu. Em vẫn nói với tất cả mọi người, chúng ta vẫn đang tập trung vào vấn đề là tại sao chị Hà lại nằm ở dòng sông Hoàng Công đó được tận 12 ngày, mà 12 ngày không phải tự nhiên nổi lên mà gặp cái ghe cào có già móc câu đó móc và cào thì sau đó mới nổi lên, là vì lý do gì đó. Tất cả những cái đó là phải có nguyên nhân. Bây giờ em nói mọi người là cào được cái thi thể chị Hà lên nó mới phụt lên, mà phụt lên thì lại không bị gọi là rách hay là không bị cái gì hết mà tự nhiên phụt lên, thì chúng ta thấy rằng nó có cái điều gì hay không đó. Nên là trong cái vụ việc này em vẫn nói với tất cả quý vị và các bạn rằng tất cả chúng ta đang mong muốn tìm được cái bằng chứng, đó chính là ở đây là tại sao chị Hà lại ra đi như vậy, và có phải là vì 1 triệu đồng hay không, và anh Tuấn đã trả cái số tiền 1 triệu đồng đó cho ai, nợ ai, và tại sao lại phải trả trong lúc đó. Bởi vì em nói mọi người lúc anh Tuấn nói rằng là chị Hà mất, anh Tuấn còn đúng 200 ngàn à, bởi vì 8 năm đã trả nợ rồi, thì em hỏi mọi người là cái thời gian anh chỉ có đi yên cái chỗ đậu xà lan để làm gì mà trả tiền cho ai. Rồi cái vấn đề là trước lúc chị Hà ra đi thì cũng có nồng độ cồn, em cũng đang phân vân ở đây là không biết là có cuộc nhậu nào xảy ra hay không, và anh Tuấn nhậu với ai, chị Hà nhậu với ai, bởi vì không nhậu làm gì có nồng độ cồn quý vị, không có nhậu rượu bia thì không có nồng độ cồn, mà không biết nồng độ cồn ở đâu ra đó. Nên là em vẫn nói với tất cả mọi người là có thể trong vụ việc này nó cũng vẫn có người liên quan,
Nhưng bây giờ cái bằng chứng chúng ta nghĩ rằng là đây là bây giờ phải khai quật mộ. Bởi vì khai quật mộ thì sẽ biết được cái đằng sau cổ này, cái vết bầm đó nó có bị thương, nó bị chấn thương hay không, nó có để lại cái bầm tím trên xương hay không, hay là nó có dấu vết gì hay không. Bởi vì gia đình có nói rồi, nếu như mà kết quả của vụ việc này mà vẫn không như gia đình mong muốn thì gia đình sẽ tiếp tục khai quật mộ để giám định lại toàn bộ cái quá trình là nghi ngờ cái dấu vết bầm đen sau cổ. Bởi vì em nói với tất cả mọi người là bây giờ chúng ta cũng chưa thể nào khẳng định được là anh Tuấn có là liên quan như thế nào đến vụ việc của chị Hà hay không. Nhưng mà phải nói là lúc đó thì chỉ có hai vợ chồng, nên anh Tuấn thì cũng vẫn là cái người mà tình nghi số 1 chứ quý vị. Bởi vì bây giờ anh Tuấn không có tội, đúng không? Công an họ chưa công bố, cơ quan chức năng họ chưa công bố thì anh Tuấn vẫn là một công dân bình thường, chưa có tội. Nhưng mà gia đình ấy thì em hỏi mọi người là tại sao họ lại nghi ngờ anh Tuấn? Bởi vì là đã từng đánh nhau, đã từng cam kết, đã từng có những cái chuyện mà phải nhờ can thiệp từ chính quyền, là cam kết là không được đó đánh vợ. Chị Hà từng bị anh Tuấn gọi là táng rơi xuống sông, sau đó là chị đã phải bơi vô để thay đồ, sau đó là lại có cái cam kết là nếu chuyến đi này có mệnh hệ gì anh Tuấn chịu trách nhiệm. Thì em hỏi mọi người là những cái tờ cam kết đó nó cũng có phải là nó có liên quan cái vị đó. Chị biết phía chị Hà có nói rằng là bây giờ là không cần tiền, chỉ cần chị Hà quay trở về an toàn. Có nghĩa là những cái chuyến đi trước đó đã từng có vấn đề xích mích rồi. Em thì em vẫn tin rằng không tự nhiên gì mà nếu như chị Hà nhảy sông thật ấy, không tự nhiên gì nhảy sông. Bởi vì nó phải có tác động, đúng không? Nó phải có tác động ABC thì chị mới nhảy sông. Chứ em nói mọi người là bây giờ tiền có, tài sản có, tự nhiên nhảy sông làm gì? Mà cái người biết bơi nhảy sông thì lại không bao giờ ra đi được, đúng không quý vị? Bởi vì em nói mọi người là người biết bơi mà. Chị nhảy xuống, chị biết bơi, chị bơi vào bờ chứ làm gì mà chị thả trôi là cái hì được. Em nói mọi người là em vẫn nhắc lại là nếu như chị Hà mà chìm, không bao giờ có cái tiếng hì, nó bắt buộc nó phải có vùng vẫy hay nó phải có cái gì đó. Chứ làm gì mà cái chuyện anh Tuấn đứng ở cách đến nơi 10 mét nó làm cái hì một cái, gịch một cái. Em nói mọi người là cái gì mà hì, không thể nào hì được. Bởi vì chị Hà chìm nó có gì đâu mà hì, nó phải có cái gì nặng nó rơi xuống, nó kéo xuống thì nó mới tạo ra tiếng động được. Chứ em nói mọi người là làm sao mà có chuyện mà tự nhiên đang bơi làm cái hì, đúng không? Và gia đình cũng có nói rồi là vụ việc này bây giờ vẫn đang được công an họ điều tra và bây giờ vẫn chưa có kết quả cuối cùng. Và gia đình tin rằng ấy, trong cái thời gian sớm nhất sẽ có kết quả đó. Bởi vì em nói mọi người là bây giờ tìm được hết nhân chứng rồi, liên hệ tìm anh Kho Cám luôn. Bởi vì anh đó là cái người mà đã dám đứng lên tố cáo, đúng không? Đã là người đã nói rằng là thấy anh Tuấn báo ngay lúc 12 giờ đêm, rồi là thấy xe gì năm gì mười gì đó, rồi là thấy hai vợ chồng cãi nhau, đúng không? Phải gặp anh này để chất vấn, cũng như mong muốn anh này sẽ đứng ra để làm chứng cho vụ việc này, và cũng sẽ điều tra lại toàn bộ là két sắt đang ở đâu, bình ắc quy cũ đâu và sửa sai ở đâu. Rồi em xin dừng video đây, em cảm ơn tất cả mọi người nha. Chào mọi người nha.